Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục em sẽ bơi xuồng đi câu tôm tiếp nha cả nhà. Hôm nay thì em đi một mình, thì em sẽ bơi qua một cái đám lục bình lớn đằng đó nha cả nhà. Đấy, xa xa đằng đó có một cái đám lục bình lớn nha. Thì em sẽ bơi vô trong cái đám lục bình đó, rồi em móc mấy cái lỗ để mình thả câu xuống mình câu tôm nha cả nhà. Rồi ok, thì một ngày mới em xin chúc cho cả nhà có thật là nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi, let's go, mời cả nhà đi cùng với em nha. Rồi bây giờ mình sẽ bơi xuồng đi cả nhà ơi. Hôm nay thì trời khá là nắng nha cả nhà. Đấy, ở đằng mũi xuồng ấy cả nhà có một cái đám lục bình đó. Em nghĩ chắc trong đám lục bình nó sẽ có nhiều tôm hay là nhiều cá gì nha cả nhà. Nhưng mà hôm nay chủ yếu là em đi em chỉ câu tôm thôi cả nhà ơi. Ở đây gió hướng ngược lại cho nên lục bình nó chỉ tấp một bên này thôi cả nhà. Bây giờ mình sẽ bơi thẳng vô cái đám lục bình đó luôn, rồi mình khoét mấy lỗ mình câu cả nhà. Đấy, đám lục bình xanh mướt luôn. Không biết có cá tôm gì không. Rồi ok cả nhà, thì sớm giờ em cũng bơi vô cái giữa đám lục bình này thì em cũng móc sẵn 4 lỗ rồi nha cả nhà. Thì bây giờ thì em xuống câu luôn cả nhà ơi. Tại mới móc, chắc mới móc lồng nãy giờ chắc cũng chưa ăn đâu, nhưng mà thôi em xuống câu trước mình ngâm để đó nha cả nhà. Lỡ có con gì con tôm này kia đồ nó ăn thì cũng mừng nha cả nhà. Mồi cũ của em thì cũng câu mồi trùng đó nha cả nhà. Câu tôm thì em câu mồi trùng thôi. Lưỡi thì vẫn xài một cần một lưỡi nha cả nhà. Trong cái đám lục bình này quá là lớn cả nhà. Móc từ rồi sớm giờ cả tiếng đồng hồ mới móc. Lôi quá trời lôi luôn mày sảy rồi cả nhà. Không biết tôm nó khác. Bắt tép nhỏ cả nhà, mấy con tôm nhỏ nhỏ. Thấy im im là nghi nghi rồi cả nhà ơi. Đây một con chà bá luôn. Dính một em cả nhà ơi. Đây ngồi canh từ giờ sớm giờ cả nhà. Đây nó búng nè. Quá đã quá đã. Ô búng búng búng. Có ra kẹp kẹp luôn, giờ búng giờ kẹp luôn cả nhà ơi. Đó, đó. Thấy nó im im nãy giờ là nghi nghi rồi cả nhà. Rồi nó búng rớt hết cái càng cả nhà, nó kẹp nè. Đau. Ây da nó kẹp đau quá, con này đẹp kẹp đau quá. Rồi gỡ một cái cả nhà. Nãy giờ thấy nó nhịp 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 mà nó im ru rồi là nghi nghi rồi cả nhà. Kéo lên thử sợ hết mồi. Con này ăn chắc nha. Đấy. Một em nha cả nhà. Cây này mới gỡ xong mới thả xuống giờ ăn đó nè cả nhà. Đó, 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 đó. Dính không?
Vậy mà không dính ở cái nhà. Cái gì nhiều quá trời luôn mà không dính nè. Tiếp tục một con chà bá luôn cả nhà ơi. Đấy, cả nhà thấy không? Một con tôm tiếp nha. Là hai con. Một lỗ này hai con này nha cả nhà. Đấy. Lôi út 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 luôn. Quá đã. Con tôm này nhìn tôm hấp dẫn quá. Búng 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 búng. Búng. Đè xuống cái cả nhà. Đã con tôm. Đấy, cái nhà thấy không? Đấy. Con tôm khá là to nha cả nhà. Hôm nay em không có đem cái gọng theo, giờ phải bỏ vô cái khoang xuồng cả nhà. Dục vô cái khoang sau. Quá im cả nhà ơi. Một cái lỗ đó thì nãy giờ là hai con nha cả nhà. Còn mấy cái thằng cái bên này nãy giờ nó cũng ăn mà kéo lên hết mồi không mà cả nhà, không dính. Mới dính được có một lỗ bên này thôi. Vô mấy cái bãi lục bình nhiều vậy. Câu tôm sướng có tay lắm cả nhà. Chạy đâu cho thoát. Cũng thôi chết thôi. Làng này là con cá nha cả nhà. Nó lôi quá lôi luôn, nó lôi giật tưởng đồ tôm luôn cả nhà. Ai về lại là một con cá lăng giấy. Nuốt lưỡi nữa rồi. Để cắt cái ngậm lên cái cả nhà. Để cắt bỏ cái ngậm. Rồi. Nó nuốt luôn cái lưỡi cả nhà. Nó nuốt lúc gì cổng. Hôm nay em không có đem lưỡi theo cho nên giờ phải tháo lưỡi ra xài cả nhà. Quá trời lôi tưởng đâu con tôm nữa rồi chứ. Ai về lại là một con cá lăn. Yeah.
rồi, rớt luôn rồi. Cắt cái ngành nó bỏ nha cả nhà, để cái này mà ngâm một chút xíu nó là sảy luôn cả nhà. Mới giờ cầm lên tới xuồng là nó rớt luôn. Đây thì em cũng mới vừa đổi lại mua cái nhà. Cái bãi hồi nãy thì tôm ăn khá là nhiều luôn, nhưng mà nắng quá, nắng cả nhà thì không nổi. Phải bơi về gần cái bãi nhà mình, lên lấy cái nón lá xong mình xuống cái bãi chính nhà mình câu luôn cái nhà. Chứ nắng quá chịu không nổi. Hôm nay là nắng gắt tới da luôn cái nhà. Rồi cũng mới vừa xuống lại dính thêm được một con cá lăng cái nhà. Ngồi nãy giờ từ sớm giờ cả nhà, chuyển qua cái bãi này thất bại quá. Hồi sớm ở bãi kia thì nó nắng thiệt, nhưng mà câu thì có dính tôm dính cá đồ lưa thưa thì cũng im nha cả nhà. Thì em chuyển qua cái bãi này thì dính được có một con cá lăng rồi, là ngồi im ru luôn. Thì thôi thì bây giờ em cũng cuốn câu luôn rồi cả nhà, giờ cũng trưa rồi, thôi về để làm một ít công việc nhà nha. Rồi ok, thì hẹn gặp lại cả nhà ở video kế tiếp nha. Còn bây giờ thì thôi em bơi xuồng về cả nhà ơi. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi cả nhà đừng có quên đăng ký kênh và like, để lại cho em một like để ủng hộ cho em nha. Rồi bye bye cả nhà.